Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vụ Đồng Tâm, cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam cải tổ. Vào thời điểm vụ án Đồng Tâm đem ra xét xử tại Việt Nam, ba luật sư từ Hà Nội và Sài Gòn bình luận về bài học cần phải làm để cải cách, cải tổ luật pháp, thể chế ở Việt Nam. Các ý kiến cũng đề cập đến các cấp độ hẹp từ cải cách luật pháp, đất đai cho đến hình thức, chiến thuật để cải tổ thể chế như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh chính trị của xã hội Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh giây phút nghỉ trưa của các luật sư vào ngày thứ ba phiên tòa xét xử dân Đồng Tâm. Từ Hà Nội, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong các luật sư tham gia bảo chữa trước tòa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ Đồng Tâm, trước hết đã nói với đài BBC về điều mà ông cho rằng cần phải làm gì để giải quyết rốt ráo triệt để tranh chấp, khiếu nại, xung đột về đất đai mà vụ Đồng Tâm là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng chính sách đất đai, đúng như đã nói, nếu không giải quyết rốt ráo về vấn đề chính sách đất đai, không chỗ này sẽ xảy ra chỗ khác. Bạo lực không nổ ra chỗ này thì sẽ nổ ra chỗ khác. Cho nên, nếu Việt Nam không giải quyết được về căn nguyên các tranh chấp lớn hiện nay tại Việt Nam từ đất đai mà ra, không sửa đổi luật đất đai và các văn bản có liên quan, sẽ không bao giờ chấm dứt được khiếu kiện và khiếu nại và xa nữa là các bạo lực liên quan đến đất đai. Do đó, tôi xin nói là phải sửa lại luật đất đai và các văn bản có liên quan. Ông Ngô Anh Tuấn đã nói hội luận với đài BBC vào hôm thứ Năm, 11 tháng 9 năm 2020. Từ Sài Gòn, luật sư Đinh Hồng Hạnh làm việc trong lĩnh vực xã hội dân sự và các vấn đề về chính sách, pháp luật liên quan đến định chế xã hội này nói như sau. Về phía tôi, tư pháp là một trong những nhánh rất quan trọng cho nền dân chủ của một quốc gia. Chúng ta biết rằng lập pháp, hành pháp và tư pháp, nếu như ví mỗi nhánh là một cái chân ghế, cả ba chân ghế đều tồi tệ mà tập trung sửa đổi một chân ghế thì cũng không khá hơn cho sự trụ vững của cái ghế này. Đây là hình ảnh để chống lại sự thao túng quyền lực dẫn tới độc tài, học thuyết tam quyền phân lập được đưa ra mô hình phân lập chia và đối trọng các nhánh quyền lực độc lập với nhau bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ngoài ra, quyền lực thứ tư là quyền tự do ngôn luận, là quyền đương nhiên thuộc về nhân dân, có thể tác động lên các nhánh quyền lực do nhà nước nắm giữ. Đây là phương cách mà các quốc gia tiến bộ trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam lại hết sức chống đối. Vị luật sư này nói tiếp, và tôi cũng chia sẻ với các ý kiến tại hội luận là nó sẽ không chỉ cải cách tư pháp mà còn cải cách rất nhiều thứ khác nữa, đặc biệt liên quan đến sự độc lập vận hành của cơ chế tư pháp. Nếu ngành tư pháp được cải cách nhưng bên lập pháp, tôi nói ví dụ bên Quốc hội, lại không thúc đẩy những quyền dân chủ, quyền con người khác, như là quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu đạt của con người, thì tôi nghĩ hệ thống tư pháp vẫn phải xử lý những vụ việc như Đồng Tâm. Về các câu hỏi được đặt ra liên quan đến cải cách các chính sách, pháp luật, đường lối về đất đai, tôi nghĩ bất kỳ người dân Việt Nam nào bị đụng chạm đến hoặc bắt đầu có nhận thức về quyền đất đai thì sẽ đều là một câu hỏi lớn về những người dân về quyền tư hữu, chiếm hữu và sử dụng đất đai của họ nằm ở đâu trong hệ thống này. Ông nói tiếp, tôi nghĩ vấn đề đã nằm tồn tại từ khoảng năm 1945 trở đi. Với hệ thống từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, do đó, nó là một câu hỏi mà sẽ tác động trực tiếp đến và quyết định lựa chọn đất nước đi theo con đường nào hoặc là áp dụng một thể chế nào, chứ không phải chỉ nói về cải tổ một hệ thống hay một chính sách pháp luật. Và cải cách một trụ tư pháp là không đủ. Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam chia sẻ ý kiến trên của luật sư Đinh Hồng Hạnh với thêm bài BBC như sau. Trong thực trạng về hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay, để trả lời những câu hỏi về cải tổ, cải cách như trên, tôi có thể nói là cực kỳ khó, kể cả về tính khả thi. Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng, ở thượng tầng, cả ba trụ cột ấy hỏng hết rồi. Đây là hình ảnh mô hình hệ thống quyền lực chính trị ở Việt Nam, thực chất là Bộ Chính trị đã nắm mọi quyền hành và trực tiếp can thiệp vào cả ba nhánh quyền lực. Tòa án, Quốc hội và Chính phủ đều phải nghe ngóng sự chỉ đạo của Đảng. Tất cả các báo thì bị Ban Tuyên giáo Trung ương khống chế nên cũng không có tiếng nói độc lập. Ông nói tiếp, bây giờ cải cách một trụ tư pháp thôi thì cũng không đủ. Ngay cả lập pháp hay luật pháp của Việt Nam đã ổn hay chưa, rồi đến cả bên hành pháp thực thi nữa. Do đó, theo ý kiến cá nhân của tôi, khi chúng ta chưa thể một bước nhảy ngay qua được hệ thống dân chủ đa nguyên, đa đảng, thì khó có thể cải cách một cách triệt để ba nhánh quyền lực này được. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy một cơ hội nho nhỏ là tất cả ba nhánh này đang chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hết, trên thực tế là như vậy. Thế nhưng bây giờ,
có ngay sự cải cách trong Đảng Cộng sản Việt Nam một cách dân chủ, minh bạch, công khai để người dân đánh giá, lựa chọn những người đảng viên ưu tú, trong sạch giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng. Và từ việc giữ các chức vụ quan trọng đó hiện nay, hy vọng là nó sẽ có một hiệu ứng tích cực cho việc thay đổi hệ thống lập pháp, tư pháp cũng như hành pháp. Và biện pháp chiến thuật cải cách sẽ diễn ra như thế nào? Một câu hỏi được đặt ra. Sau khi đề cập và phân tích về khó khăn và cả hy vọng về tính khả thi của việc cải tổ, cải cách thể chế nói trên ở Việt Nam, Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao cho rằng chưa thể đòi hỏi tư pháp độc lập ngay được mà cần phải có bước đi, có tính tình thế mà ông nhấn mạnh như một chiến thuật chuyển tiếp. Ông nói tiếp, nếu bây giờ chúng ta nói tư pháp hãy độc lập đi thì làm sao độc lập được, trong lúc các thẩm phán hoàn toàn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về nhân sự, về mọi chuyện từ các cấp ủy trong tòa án, làm sao độc lập được? Không có độc lập được. Đây là hình ảnh vị thẩm phán giơ tay giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải. Thực chất họ không dám nghĩ khác so với sự chỉ đạo của Đảng, và việc giơ tay là để giữ được chức vụ hiện tại. Nếu họ làm khác là trái ý Đảng, hậu quả ra sao thì ai cũng có thể đoán được. Các phiên tòa xét xử có ảnh hưởng đến chính trị đều không hề có sự độc lập, không có tư duy riêng. Cho nên có lẽ hy vọng trong thực trạng hiện nay, khi chưa có dân chủ, chưa có đa nguyên, đa đảng, chưa có hệ thống chính trị như vậy, tôi rất muốn Đảng Cộng sản cũng như những người lãnh đạo trong Bộ Chính trị hãy ý thức được rằng cần phải dân chủ hóa trong Đảng, trong công tác nhân sự trước đã. Ông nói tiếp, công khai, minh bạch công tác nhân sự trong Đảng để lựa chọn những người giỏi, những người trong sạch vào các vị trí lãnh đạo trong Đảng, nó sẽ tạo những hiệu ứng tích cực cho việc thay đổi cũng như hoàn thiện hơn thể chế mà chúng ta công nhận là có ba quyền nói trên, và ba quyền đó thực sự phân công trách nhiệm và chịu sự lãnh đạo của Đảng. Đấy là hệ thống hay bước đi có tính tạm thời hay có tính chất chiến thuật. Một khi điều kiện chính trị, xã hội và nền dân chủ Việt Nam trưởng thành hơn thì sẽ chuyển tiếp sang thể chế tốt hơn. Lúc đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện cải cách triệt để cả hành pháp, tư pháp và lập pháp. Ông Giao đã nói như vậy với đài tiếng nói BBC tại London. Và sau vụ Đồng Tâm, Việt Nam nên công nhận quyền tư hữu đất đai. Đây là hình ảnh một cuộc đấu tố trong giai đoạn thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đến hàng trăm ngàn người bị giết chết một cách man dợ. Sự man dợ này đang tái lập ở vụ tấn công vào dân làng Đồng Tâm vào đêm ngày 9 tháng 1, giết chết người đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi Lê Đình Kình, không cần qua xét xử, không cần có lệnh của tòa án. Tiến sĩ Đỗ Thiên Kinh, nguyên trưởng phòng xã hội nông thôn Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu quan điểm của mình như sau. Về giải pháp xử lý tranh chấp xung đột đất đai ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt ở nông thôn như là qua vụ Đồng Tâm đang xét xử, tôi cũng có ý định nghĩ như ông Bùi Kiến Thành đã phát biểu với đài BBC rằng phải thay đổi chế độ sở hữu về đất đai hiện nay. Ông nói, theo tôi, phải thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Tôi không rõ lắm ở các nước khu vực khác và láng giềng xung quanh Việt Nam có gặp vấn đề như Việt Nam hay không, nhưng đa số các nước trên thế giới đều công nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Về đề nghị có sở hữu tư nhân về đất đai, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp, tôi có ý kiến công khai và xin đăng ấn phẩm xuất bản từ trước rồi. Và bằng chứng cứ nổi bật nhất là sở hữu tư nhân về đất đai sẽ mang lại hiệu quả sử dụng đất đai cao hơn, ví dụ như đất đai không bị bỏ hoang chẳng hạn. Về quan điểm này, tôi có thể tóm tắt mấu chốt như sau. Đề nghị đa hình thức sở hữu về đất đai, cả công hữu và tư hữu. Có loại đất đai thì phải công hữu, ví dụ đường xá, có loại thì phải tư hữu, ví dụ như đất sản xuất nông nghiệp chẳng hạn. Và tôi dự đoán đa số người dân sẽ hoan nghênh, bởi vì vấn đề sở hữu đất đai đã được bàn thảo từ hội thảo hiến pháp từ năm 2013 rồi. Ngay từ hồi đấy, tôi cũng đề nghị có tư hữu về đất đai. Đây là hình ảnh tấm băng rôn biểu ngữ ở Đồng Tâm khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Đồng Tâm cũng như cụ Lê Đình Kình và Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nói tiếp, còn phản đối và cản trở có thể là ai? Tôi cho rằng chỉ ra ai cụ thể thì khó, nhưng loại trừ những người ủng hộ thì còn lại sẽ là cản trở nằm trong số đó. Dự đoán thì khó quá vì vấn đề này nó liên quan đến ý thức hệ. Ví dụ tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản viết đại ý rằng những người Cộng sản phải xóa bỏ chế độ tư hữu. Do vậy, theo tôi, rất khó để tư hữu hóa đất đai ở Việt Nam. Còn đến khi nào tư hữu hóa đất đai ở Việt Nam thì lúc ấy có thể coi như vấn đề về ý thức hệ sẽ thay đổi. Tôi có thể trả lời vắn tắt và ngắn gọn bằng một câu thế này là khi có sở hữu tư nhân về đất đai thì những vấn đề được đặt ra này sẽ tự động biến mất. Tiến sĩ Đỗ Thiên Kính đã nêu quan điểm về cải cách chính sách đất đai nhân phiên sơ thẩm vụ án Đồng Tâm diễn ra trên đài BBC tiếng Việt vào hôm 10 tháng 9 như vậy. Tiến sĩ Đỗ Thiên Kính từng là trưởng phòng nghiên cứu xã hội nông thôn Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Ông có nhiều bài báo khoa học và sách xuất bản
về các đề tài xã hội, nông thôn, phân tầng xã hội, vân vân. Một trong các công trình của ông được xuất bản tại Việt Nam gần đây có tựa đề Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam cải tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.